Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc trong những ngày đầu năm 2016, không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng với những bước chuyển mình vươn lên mạnh mẽ về kinh tế của một vùng quê nghèo. Đó là dấu ấn của chương trình xây dựng nông thôn mới, một chương trình đúng ý đảng, hợp lòng dân đã và đang đi vào cuộc sống. Rà soát đánh giá đúng thực trạng tình hình, đặc điểm của địa phương, xã Mỹ Hà đã triển khai xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phù hợp theo từng giai đoạn. Trong đó, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông là kế hoạch hàng đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện hiệu quả kế hoạch này, xã Mỹ Hà tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chương trình xây dựng nông thôn mới tới từng chi bộ đảng, thôn xóm, cộng đồng dân cư cho tới các tổ chức đoàn thể ở địa phương, đề cao quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Do đó, quá trình xây dựng hạ tầng giao thông của xã tạo được sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trên địa bàn xã. Trong cái thời gian chuyển đổi nông thôn mới để làm đường thì tôi thấy chủ trương của Đảng và Nhà nước là đã hỗ trợ một phần kinh phí về đến nông thôn và được Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hà đã đồng tình cùng với nhân dân, Nhà nước và nhân dân cùng làm tuyến đường gọi là trên cánh đồng này, thì là chúng tôi là những người dân làm khu trang trại tại xóm 8 Đồng Phương Mỹ Hà, thì là tôi thấy cái chủ trương của Đảng và Nhà nước đã xây dựng con đường nông thôn mới này là tôi là dân là thấy cảm thấy thuận tiện. Song hành với phát triển hạ tầng giao thông, định hướng phát triển kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch xây dựng vùng chuyển đổi các diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang việc xây dựng phát triển các mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản nước ngọt của nghị quyết Đảng bộ xã cũng đã tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế của xã Mỹ Hà. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các hộ gia đình chủ trang trại chăn nuôi phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, xã Mỹ Hà đã bám sát chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp để xây dựng, đề ra các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, giải quyết tốt những vướng mắc cho nhân dân trong quá trình phát triển trang trại, gia trại. Hàng năm ước tính sản lượng chăn nuôi đạt trên 500 tấn một năm, sản lượng thủy sản đạt từ 300 tấn một năm. Nhiều hộ gia đình từ việc phát triển kinh tế, trang trại, gia trại, nuôi thủy sản nước ngọt đã thoát nghèo, trở thành những tỷ phú, doanh thu đạt hàng tỷ đồng mỗi năm. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thì trong năm qua thì địa phương chúng tôi ngoài cái phát triển sản xuất lúa, lãnh đạo địa phương tôi chú trọng quan tâm đến phát triển chăn nuôi. Thế thì nhất là chăn nuôi về thủy sản. Thế thì trong những năm qua thì nhiều các trang trại trên địa bàn đã phát huy được cái hiệu quả, đặc biệt là những cái diện tích trước đây hoang hóa một vụ lúa bấp bênh, hiện nay là cái về thủy sản ấy, đặc biệt là về cá chấm đen, cá cảnh, rồi cá quả, các hộ đã tương đối phát triển. Đây là cái khu vực cái đồng khu đồng vuông hút nước này, chúng tôi gọi là cái cánh đồng khu nước là đồng Chiêm Trũng. Thì trước này do cái cấy cái lúa thì nó không hiệu quả, thế đến khi cũng được chính quyền rồi là các cấp cũng giao khoán cho chúng tôi thì chúng tôi cũng chuyển đổi, cái nhất là cũng chuyển đổi sang nuôi lúa cá. Thì thấy cái nói chung là cái chăn nuôi con cá thì thấy nó cũng có cái thu nhập. Và nó cũng có cái thu nhập thì chúng tôi phát triển mô hình thì nhân rộng ra. Cái con chấm đen nó có cái chỗ đứng ở thị trường, tức là đại loại là nó cũng có cái giá trị kinh tế cao, có thu nhập. Hai nữa là nó cũng đem lại những cái nguồn gọi là thu cho gia đình nó được ổn định hơn. Thì xuân về mang hơi thở mùa xuân tràn ngập khắp muôn nơi, cỏ cây, hoa lá đâm chồi, nảy lộc, khoe sắc. Càng điểm tô sống động hơn bức tranh của một vùng quê đang trên đường đổi mới, mang đến niềm tin, hy vọng cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc về thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, mang đến một cuộc sống ấm no, về sự trù phú đang dần trở thành hiện thực.